Đó, các bạn thấy cái da không? Bây giờ nhá, cái mình thử cho các bạn coi cái Soqiu nha, cái hũ Soqiu kem ban ngày của Kim Anh nè. Nè, Kim Anh đánh thử cho các bạn coi, ở bên đây là cái mặt make up nè. Kim Anh sẽ thử cho các bạn coi nè, nó thẩm thấu nhanh vô cùng luôn. Hồi nãy á, Kim Anh khi cái phần này Kim Anh tẩy trang rồi nè. Thì các bạn coi không? Đó, các bạn thấy không? Nó thẩm thấu như vậy. Là cái da của các bạn đâu cần phải đánh phấn gì nhiều đâu. Các bạn chỉ cần đánh Soqiu thôi là các bạn có thể đi ra ngoài đi chơi đi này kia nọ được rồi. Thì bây giờ Kim Anh đang cho các bạn coi, bên đây Kim Anh đã tẩy trang và bên đây Kim Anh chỉ sử dụng Soqiu thôi. Thì các bạn thấy không? Cái da nó đẹp hơn và nó thẩm thấu hơn. Và cho dù các bạn có sử dụng phấn hay không sử dụng phấn, và các bạn khi mà các bạn đi ra ngoài đường á thì các bạn sẽ thấy được là à, cái da của mình nó rất là tự nhiên. Chứ nó không có bị giống như là à mình make up hay mình đánh kem bệt 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 trên mặt, nó rất là ghê. Cho nên là cho các bạn thấy để các bạn 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 biết nè, bên đây là cái mình đang sử dụng Soqiu nè. Ừ. Đó, còn bên đây là cái mình đã tẩy trang nè. Bây giờ cái mình tẩy trang luôn cho các bạn coi nha. Sổ hũ Soqiu này của bên Kim Anh là giá của nó là 750 ngàn. Của Laura Sunshine, các bạn vui lòng liên hệ đến các nhà phân phối để mua hàng nhé.